Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4job.com. Bình thường thì mình hay làm mấy cái tút để cho các bạn vào coi, nhưng mà mình nghĩ là bữa nay là mình sẽ cho các bạn một câu hỏi để các bạn thảo luận. Các bạn thấy comment ngay phía dưới ha. Câu hỏi của mình thì đơn giản thôi, và tất nhiên mình cũng sẽ có cái giải thưởng cho các bạn. Ví dụ như là thứ bảy tuần sau mình sẽ tổng kết lại, còn nếu như ai có cái đồng tình nhiều nhất á, được like nhiều nhất, comment nào được like nhiều nhất thì mình sẽ gửi các bạn một cái cạc 100k chẳng hạn vậy. Rồi thì yên tâm nha, hôm nay cả tháng 4 nhưng mà mình nói thật, này thật yên tâm, Việt Nam nói là làm. Thì cái câu hỏi của mình á là, các bạn theo các bạn á, thì các bạn thấy khi mà một người tự học Photoshop, người ta có cần phải học tới cái high-end retouch không? Tức là cái retouch da mặt á, người ta có cần phải học hay không, và nó có tác dụng gì hay không nha. Thì câu hỏi của mình đơn giản như vậy thôi, các bạn có thể comment ngay phía dưới trên kênh YouTube này và mình sẽ tổng kết vào thứ bảy tuần sau. Mình sẽ trao phần quà nào, trao phần quà cho bạn nào có cái comment được nhiều người đồng tình nhất ha. Bye bye, mình sẽ gặp các bạn vào tuần sau.